mình là Mỹ Dạ, với mình đàn không thấy. Từ bên đó hát hả? Ai em ơi, chị cái mất cờ rồi. Mất cờ rồi. Mất cờ rồi. Rồi, lên mất cờ rồi hát rồi. Ừ, hát đi. Rồi chị. Chị hát 10 bài mới về nha chị. Alo. Alo, tôi đi rồi. Alo, 1, 2, 4, mình phải đi rồi. Quay đi để nói quảng cáo rồi ngày nọ chứ. Hôm nay là ngày khai trương của spa Khiếm Thị Ngọc Trâm Anh Aroka. Chị xin chúc em phát triển nhiều chi nhánh nữa để cho mọi người có sức khỏe. Và chị xin chúc em là khách lúc nào cũng tới đông và không có thợ để làm rồi ngồi chờ đợi gì đó. Và em phải mở thêm nhiều chi nhánh được không Trâm Anh? Vậy đi. Và bây giờ để cho không khí ngày khai trương hôm nay rất vui nhộn thì Bạch Lan xin góp vui một vài bài hát rồi sẽ giới thiệu anh chị em nghệ sĩ có mặt trong đêm nay phục vụ cho ngày khai trương của em gái Ngọc Trâm Anh. Là trong nghề là rất là dễ thương, em gái trong nghề rất là dễ thương, anh chị em rất là thương và em rất là duyên dáng. Mà hôm nay cái mặt em hình như là lặp ra lặp lại như sao, nó đẹp quá. Đẹp quá, chị nhận không ra luôn vậy đó. Giờ hát bài gì đây? Hát cắt đôi nỗi sầu trước đi ha. Đến xin ba phía đi ha. Đó. Hôm nay em thấy có anh Bảo Chí, chị Kim Tiếp, Lâm Vĩ Dạ. Ở trong đây em thấy có anh Mai Dũng, có Tiết Cương, có Tùng Linh, Tùng Lửa Hùng, Tùng Lâm, chú Tùng Lâm mất rồi. À thôi, dễ sợ luôn á. À, Nhật Anh, hả? Lắc Bình, trời ơi, xin lỗi nha, từ ngày Covid tới giờ anh quên tên nhiều lắm, không gặp. Không có nhớ tên hết anh ơi. Ấy có chuyện té con Phi Long đâu? Phi Long, chị tưởng em về rồi chứ. Ok, Phi Long, chị hát xong rồi chị giới thiệu em lên Phi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vô coi ở bên trong quen mấy anh chính trị là mấy chị chính trị nè, và chương trình